Mình chào tất cả các bạn. Như thường lệ vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần thì mình có làm những cái video trên kênh Phan Văn Sinh Official để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm về làm slide hiệu quả, cụ thể là cái cách mà chúng ta sử dụng nền slide trong thuyết trình. Thì trong quá trình thu âm thì nó có một trận mưa khá lớn và mình chờ để tạnh mưa nhưng nó vẫn không tạnh được nên mình buộc phải thu âm. Do vậy là lúc mà nghe các bạn có thấy tiếng mưa hoặc là những tiếng sấm thì các bạn bỏ qua ha. Cái nội dung này á, mình cũng có trình bày sâu ở trong cái khóa là kỹ thuật làm slide hiệu quả cho dân kỹ thuật. Nếu các bạn quan tâm các bạn có thể click vào cái đường link mình để ở dưới phần mô tả để xem rõ hơn. Thì cái khóa này mình tặng cho các bạn đăng ký mới tài khoản, các bạn có thể đăng ký ngay hôm nay để nhận được cái sự ưu đãi này ha. Rồi chúng ta sẽ vào nội dung chính của cái video hôm nay. Thì trước khi vào thì các bạn lưu ý một số các cái vấn đề. Thứ nhất là về cái cách mà chọn background thì không có cái background nào là hiệu quả. Ví dụ chúng ta chọn background nền trắng thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm. Cũng như là chọn background các cái nền tối hoặc là background có hoa văn, background dạng ảnh á, nó cũng sẽ có các cái ưu nhược điểm. Nên các bạn cần nghiên cứu kỹ khi mà chúng ta chọn cái background ha. Tiếp theo chúng ta là cần lưu ý một số các điểm khi mà chúng ta lựa chọn background. Đầu tiên là khoảng cách thuyết trình. Thì ví dụ cái chỗ chúng ta thuyết trình với người thính giả là gần hay xa thì chúng ta lựa chọn background cho phù hợp. Thì cái này tí nữa chúng ta sẽ vào sẽ có một cái mục chúng ta nói rõ hơn vấn đề này. Thứ hai là cái thời gian chúng ta thuyết trình, ví dụ thuyết trình vào ban ngày hay là thuyết trình ban đêm thì cái này á, cụ thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ sáng cái không gian của chúng ta thì chúng ta cũng lựa chọn cái màu cho phù hợp. Rồi thứ ba là cái không gian thuyết trình. Không gian ở đây có ý nghĩa là không gian có trang trọng, ví dụ trong môi trường quân đội, trong môi trường học đường thì nó sẽ khác với những cái môi trường mang tính trẻ trung, thuyết trình cho thiếu nhi hoặc là thuyết trình những cái môi trường các cái bản tin vui vẻ thì cái cách lựa chọn background thì nó cũng sẽ khác nhau. Và cái không gian thuyết trình này, ví dụ khi chúng ta thuyết trình những cái buổi mà nó mang tính trang trọng thì cái background chúng ta lại phải chọn làm sao cho nó mang cái tính uy nghiêm. Còn khi mà chúng ta chọn cái thuyết trình cho những cái bạn trẻ thì nó làm sao nhìn nó có vẻ nó sinh động, thì cái này cũng liên quan đến cái không gian thuyết trình này. Và tiếp theo là cái đối tượng chúng ta thuyết trình thì nó cũng tương tự như cái phần không gian thuyết trình thôi. Thì đối với cái đối tượng mà người trẻ thì cái lựa chọn là khác, rồi thanh niên là khác, người lớn là khác, đối với đồng nghiệp khác hay là đối với cấp trên chúng ta sẽ lựa chọn cái background nó khác. Thì cái này hai cái mục khoảng cách thuyết trình và thời gian thuyết trình thì nó có thể gộp lại một không gian thuyết trình và đối tượng thuyết trình. Hai cái này có thể gộp lại là một à, các bạn lưu ý. Chúng ta tới với cái phần đầu tiên là chọn background theo không gian. Thì đầu tiên là mình chia cái phần background này này thì mình sẽ chia thành hai loại. Dù chúng ta chọn background là dạng màu đơn sắc hoặc là màu đa sắc, các cái background theo dạng hoa văn, background theo dạng hình ảnh thì ở đây cũng sẽ chia thành hai loại, là một loại là nền sáng và một loại là nền tối ha. Đây, ví dụ ở đây là nền sáng thì đặc trưng á, là mình lấy cái màu đặc trưng là màu trắng, và cái loại thứ hai là nền tối thì mình lấy đặc trưng là màu đen. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn các cái màu ví dụ xanh dương mà hơi sáng hoặc là xanh lá cây sáng. Tương tự như vậy nền tối thì cũng sẽ có những cái màu xám ha. Nhưng mà để đặc trưng thì chúng ta sẽ lấy màu trắng và màu đen cho dễ phân biệt. Nền sáng thì nó có một cái nhược điểm mà khi chúng ta học vật lý phổ thông là cái hiện tượng nhiễu xạ, thì ở các cái nền mà sáng, đặc biệt là nền trắng thì nó sẽ dễ nhiễu xạ hơn. Và do vậy khi mà các cái khoảng cách mà chúng ta nói chuyện xa thì nó sẽ khó, cái chữ nó bị mờ và khó quan sát. Do vậy thì nền sáng này nó chỉ thích hợp với những cái số lượng thính giả không đông và không gian hẹp. Ngược lại thì nền tối thì nó sẽ ít bị nhiễu xạ hơn và sẽ thích hợp với cái số lượng thính giả chúng ta thuyết trình đông, không gian rộng và cái khoảng cách xa.
Chúng ta sẽ tới với nội dung tiếp theo là cách mà chúng ta chọn những cái màu nền và cách chọn những cái màu chữ sao cho phù hợp. Thì cái vấn đề này nó là khá là khó với những người mà vừa vừa mới thuyết trình á, vừa mới làm những cái slide thuyết trình, thì cái cách này rất là khó. Và thường cái kinh nghiệm của mình là mình sẽ chọn màu dựa vào các cái logo hoặc là những cái banner của những cái thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như Google hoặc là Apple. Thì những cái màu đó thường á, những cái hãng này người ta sẽ đầu tư những cái chuyên gia hàng đầu để thiết kế, nên chúng ta sẽ lựa chọn ví dụ màu nền của Google màu trắng, và người ta sẽ chọn các cái màu xanh dương hoặc là những cái màu vàng gì đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái màu đó phối hợp thì nó sẽ rất là hài hòa và đẹp. Thì chúng ta sẽ chọn làm sao mà người thính giả người ta đọc vào cảm giác thoải mái, không bị mỏi mắt. Thì cái này rất là khó trong cái cho các bạn mới làm ban đầu, nên mình sẽ lựa chọn cái cách trình bày dễ nhất là chúng ta sẽ chọn hai cái màu là màu màu sáng đại diện cho màu màu trắng, và màu tối thì mình sẽ lựa chọn màu xám ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn chữ cho các cái nền sáng. Nền sáng ở đây mình lựa chọn là nền trắng. Thì mình ví dụ ở đây chúng ta có hai cái nền trắng, và cái màu chữ thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào cho phù hợp. Thì ở đây á là cái tài liệu này thì sẽ được tham khảo từ cái trang web mình có để địa chỉ ở dưới này. Các bạn có thể gõ cái cụm từ khóa này thì cụ thể nó có thể hiểu theo tiếng Việt là tại sao chúng ta không sử dụng cái màu đen tuyền cho cái văn bản hoặc là cho cái nền. Màu đen tuyền á thì nó sẽ có là cái mã màu là theo dạng hex là 6 con số 0, hoặc là theo cái mã RGB là 000. Còn cái màu thứ hai mình lựa chọn đây là màu gray, là màu xám. Có mã màu theo mã hex là 6 con số 4, hoặc là cái mã RGB là 686868, thì tức là này là nó là 80% là màu đen thôi. Thì cái cách lựa chọn đầu tiên này nó sẽ là không phù hợp, còn cách thứ hai này sẽ phù hợp. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nhược điểm khi chúng ta sử dụng cái màu đen tuyền này. Về nhược điểm thì nó sẽ gây chúng ta có cảm giác là mỏi mắt và làm giảm cái khả năng, làm yếu cái khả năng mà chúng ta đọc. Ở đây nó dùng cái chữ tiếng Anh là chữ Hood. Thì nguyên nhân á, là cái màu trắng mà màu nền á, thì nó sẽ có độ sáng là 100%, trong khi đó cái màu đen tuyền này này thì nó có là 0%. Do vậy thì hai cái này các bạn có thể thấy là nó cái sự chênh lệch về cái độ sáng màu nó quá chênh lệch, nên gây cái kích thích khi chúng ta đọc. Cái này có thể ví dụ khi chúng ta bật một cái đèn ở trong một cái căn phòng mà đèn sáng quá sáng ở trong một cái căn phòng tối, thì chúng ta sẽ nhìn có cái cảm giác là chói mắt. Trong khi đó các bạn mở một cái đèn với cái mức độ vừa phải thì mắt của chúng ta sẽ có cái cảm giác thoải mái hơn. Thì khi chúng ta sử dụng màu cũng vậy ha. Thì hai cái màu này nó quá hai cái độ sáng của hai cái màu màu nền và màu chữ nó chênh lệch nhau quá, thì cái cảm giác của chúng ta là hơi bị chói. Và về lâu dài thì cái khả năng đọc nó sẽ yếu đi. Ngược lại với cái màu đen tuyền ấy, màu xám này này, thì nó ít bị cái khả năng của chúng ta ít bị mỏi mắt hơn. Và thứ hai là về cái chúng ta sẽ có cảm giác là dễ đọc hơn và tăng cái khả năng đọc của chúng ta hơn. Thì đây là cái ưu điểm của cái màu xám. Do vậy khi mà chúng ta lựa chọn cái màu chữ cho cái trên cái nền trắng thì các bạn nên chọn cái màu là hơi xám, cụ thể ở đây là 80%. Các bạn có thể gõ mã màu theo cái dạng hex là 4 con số 6 6 con số 4, và cái mã RGB là 686868, thì nó sẽ ra cái màu này ha. Tiếp theo á, là chúng ta lựa chọn màu nền xám. Thì tương tự như vậy thì đây cũng sẽ có hai cái màu nền. Thì màu nền này là màu nền đen tuyền, cũng là cái mã màu là 000, và mã màu ở bên này là mã màu xám thì cũng là 444444. Thì đây là mã màu xám.
tương tự như bên kia, cái này thì mình nêu lại thôi. Thì cái bên này thì nó sẽ có ưu điểm hơn. Do vậy ví dụ nếu các bạn mà chọn cái nền xám ấy, khi mà thuyết trình cho những cái không gian xa thì chúng ta nên lựa chọn cái nền nào mà nó không quá đen tuyền như hình này. Bây giờ chúng ta sẽ tới với một cái loại background mới là background dạng ảnh và background hoa văn. Thì nãy giờ chúng ta đang trình bày là những cái màu đơn sắc. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày về background dạng ảnh và hoa văn. Thì như trên hình các bạn có thể thấy là mình đang lựa chọn một cái background dạng hoa văn có những cái đường tròn đồng tâm. Thì khi lựa chọn những cái background này nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và bên cạnh đó sẽ có những cái nhược điểm. Do vậy các bạn cần cân nhắc khi mà sử dụng nó. Đầu tiên là chúng ta sẽ trình bày các cái ưu điểm trước ha. Về ưu điểm đầu tiên á, nó sẽ có cảm giác mới lạ và khác biệt khi chúng ta sử dụng các cái background màu đơn sắc. Thì như hình các bạn thấy là dùng những cái hoa văn thì chúng ta nhìn cảm giác nó mới lạ hơn. Thứ hai là dễ dành dạng thương hiệu, chúng ta có thể lựa chọn những cái background mà của công ty chúng ta, rồi những cái chúng ta có thể chèn các cái logo vào thì nó sẽ dễ dành dạng thương hiệu hơn là khi chúng ta lựa chọn những cái màu đơn sắc. Thứ ba là bớt cái sự khô khan. Thì đương nhiên là khi chúng ta lựa chọn những cái hình ảnh thì nó nhìn nó sinh động hơn với những cái background dạng màu đơn sắc. Bên cạnh đó thì những cái nhược điểm ví dụ như là gây mất tập trung. Khi các bạn lựa chọn mà nó quá nhiều cái hình ảnh rồi quá nhiều các cái họa tiết thì người thính giả người ta sẽ tập trung vào các cái hình ảnh đó mà không tập trung vào các cái nội dung của chúng ta thuyết trình. Rồi khó khăn khi mà chúng ta lựa chọn các cái màu chữ hoặc là lựa chọn những cái ký tự symbol, các cái icon sao cho phù hợp với cái background đó thì cái này cũng là khá khó. Ví dụ các bạn chọn các cái màu nền ấy, mà nó quá là nổi bật thì chúng ta phải lựa chọn các cái màu chữ làm sao cho nó tương thích với những cái màu nền đó. Rồi tiếp theo là dung lượng file lớn, thì những cái file mà chọn dạng ảnh thì nó sẽ gây ra nhiều cái dung lượng lớn mà khó cho chúng ta trong cái việc gửi email vân vân. Ở đây mình ví dụ các bạn một số các cái background các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là background dạng trống đồng. Thì background này phù hợp khi mà chúng ta thuyết trình các cái sự kiện liên quan đến đảng đoàn rồi trong các cái môi trường quân đội thì các bạn có thể tham khảo. Thì lưu ý là khi các bạn dùng á, thì các bạn có thể hạ cái độ sáng của cái hình trống đồng này xuống bớt. Chúng ta sẽ chỉnh cái độ này cho nó nhạt hơn tí thì những cái chữ test á, chúng ta đè lên thì nó sẽ dễ thấy hơn. Thì đây cũng là một cái nhược điểm các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta bỏ hình trống đồng này á, mà không biết cách xử lý á, thì cái chữ chúng ta điền vào nó sẽ bị khó tập trung vào cái chữ mà chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái trống này. Rồi tiếp theo là ở đây mình có sử dụng một cái background cái dạng là hình global. Cái này thích hợp cho chúng ta thuyết trình những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật, những cái vấn đề liên quan đến chuyển đổi số. Thì cái hình này mình đã giảm cái độ sáng xuống thì thích hợp cho chúng ta lựa chọn những cái không gian thuyết trình xa và chúng ta có thể lựa chọn các cái màu chữ như màu vàng, màu trắng ha. Thì nó khá thích hợp. Thì đây là mình đã trình bày cho các bạn về cái dạng nền là global. Tiếp theo là một cái hình. Thì hình này các bạn có thể thấy là đây là cái cầu rồng ở Đà Nẵng ha. Thì cái này thích hợp cho chúng ta thuyết trình các cái vấn đề về liên quan đến du lịch. Tuy nhiên á, cái cách mà lựa chọn cái màu ở đây cũng khá là khó tại vì nó chênh cái màu khá là lớn, ở trang này thì tối dưới này sáng nên cái nhược điểm khi sử dụng các cái background dạng hình ảnh thì cái cách mà chúng ta lựa chọn chữ cũng là khá là khó hơn. Thì cái biện pháp là chúng ta sẽ giảm cái độ trong suốt của cái ảnh này xuống thì để chúng ta điền chữ nó dễ dàng hơn ha. Như vậy trên đây mình đã trình bày các bạn một số các cái phương pháp mà chọn màu nền hoặc là chọn background dạng ảnh rồi hoa văn thích hợp. Nội dung clip kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy những cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì các bạn có thể để lại một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình.